Lớp học cái mùa Covid nó rất là đặc biệt nha anh em. Đây là một cái dòng xe này mới. Xin chào Hồ Piazo. Lớp học đặc biệt đấy anh em ạ. Đấy, bây giờ ai ai cũng khẩu trang, ai ai cũng phải cách nhau khoảng cách 2 mét. Cuốn tài liệu có luôn, đâu cần phải ghi. Mình biết nhưng mà mình làm đây rồi mình sẽ... Rồi, em hiểu, ok. Rồi, chính xác. Đây, anh em hôm nay là câu thực hành, câu hệ thống chống trộm trên một thuật xe máy. Thì không phải là giống như trong cái, ở trên cái tài liệu thì đã in án sẵn. Thì ở đấy là một là ngắt chân chống cạnh. Nhưng ở đây có nghĩa là tất cả trên cái dòng xe này có chỗ nào mà dây tín hiệu mà ngừng được hoạt động mô tô xe máy, ngừng nổ máy thì anh em sẽ tự câu và thay đổi, chứ không phải là chúng ta cứ rập nguồn khuôn là chỉ nhát cái chân chống cạnh. Xin chào em Hoài Trân nhá, Hoài Quân. Đây là khi anh em học và hiểu đến nguyên lý hoạt động như là hệ thống chống trộm, nguyên lý hoạt động ra sao, cách câu, cách viết ra những cái chân vị trí để ngắt cái chống trộm, có nghĩa là một cái sơ đồ để chúng ta ngắt chống trộm một cách đơn giản nhất, chỉ có vài linh kiện cấu kiện, hai con relay và một diode. Có nghĩa là khi anh em về với cuộc sống, về với cửa hàng của chúng ta, cần nhất là anh em cần phải hiểu được nguyên lý để khi chúng ta câu thử tại trung tâm rồi, và anh em sẽ câu ở trên gì, những tín hiệu như là chân chống cạnh, xe không có chân chống cạnh thì anh em lại phải câu vào đâu, có nghĩa là ngắt kể cả điều khiển kim pôn, ngắt kể cả điều khiển gì bơm nhiên liệu, kể cả ngắt điều khiển đánh lửa. Đó những cái linh kiện cấu kiện, những cái dây gì mà làm cho ngưng hoạt động nổ máy, thì nếu cái này chỉ có học và đi đôi với hành. Đó là chúng tôi luôn luôn ao ước và suy nghĩ một điều thứ nhất. Rồi, xin chào em Mẫn nha. Hôm nay thì có tất cả những cái công nghệ anh em ạ. Đấy, công nghệ hiện nay là rất là nhiều để đáp ứng cái nhu cầu tất cả anh em. Mỗi một bài bắt đầu chiều nay là làm đến hệ thống lạp điện trên mô tô xe máy. Thì hôm nay là một buổi sáng và anh em đường thực hành cái hệ thống chống trộm. Thank you.
Thì kéo em. Kéo kéo. Ở đây đây đây. Đấy. Rồi, xin chào toàn thể anh em. Để anh nha, anh lấy cái rẻ ở dưới kia, anh có lau hết ạ. Vì thời điểm hiện nay thì cái công nghệ được áp dụng trên mô tô xe máy quá nhiều, nên là tất cả anh em thợ sửa chữa xe máy hiện nay, nếu chúng ta không có kiến thức và không có cái nền tảng nguyên lý hoạt động của nó, thì cái chuyện chúng ta sửa chữa xe máy để những cái khách hàng, những cái dòng xe có được áp dụng công nghệ, thì anh em rất là khó khăn để chúng ta tiếp cận và sửa chữa một cách chuyên nghiệp. Bắt buộc chúng ta cần phải có kiến thức nha anh em, lưu ý. Và hôm nay trời đã nóng và chúng tôi đã phải thêm những cái máy lạnh tiếp theo để đáp ứng cái nhu cầu như anh em học viên, để cho nhẹ nhàng và mát mẻ. Đấy, học thời Covid ai ai cũng có khẩu trang hết trơn. Nhìn tổng thể thì đây, để tôi ra quay tất cả cái tổng thể tại trung tâm. Năm nay là cái năm rất là đặc biệt, chúng tôi đã đầu tư trang thiết bị công nghệ như là thiết bị chuẩn đoán cầm tay như một tục ken, một cân tác chẳng hạn, công nghệ để thì cho khách hàng nhìn rõ hơn. Và xe thì chúng tôi đã đầu tư thêm những cái dòng xe để phù hợp với tất cả thợ sửa chữa xe máy hiện nay đương gặp phải, giống như là WS, FPI này, Future 125 FP, những cái dòng xe như này là hút ga yêu máy, hoặc những dòng xe XC đấy, Exciter này, là chúng tôi cũng phải đầu tư hết mức. Và anh em trong cái khóa tiếp theo thì thực hành là chúng tôi đã có chuẩn bị những cái laptop cho tất cả anh em học viên, có thể các bạn có thể mở giới hạn của vòng tua máy tùy thuộc nhu cầu của khách hàng, nhu cầu của những anh em. Nhưng ở đây trung tâm vẫn khuyến cáo một điều, chúng ta quan trọng là mở để làm zin là chính thôi nhá, chứ còn mà để mở tua thì chả có khách nào có nhu cầu. Vì thời gian học rất là ngắn hạn nên là chúng tôi phải đầu tư hết sức có thể những cái công nghệ để áp dụng cho cái việc anh em khi học và hiểu lý thuyết, học và hiểu và xuống thực hành ngay. Đó là cái sự mong muốn nhất của trung tâm. Xin chào tất cả anh em nhé.